ngon quá. Cái câu là cô chú đấy mới vào thuyền. Mọi người nhìn thấy trên cái lưới không ạ? Đầy cá măng rất cho nó giờ mọi người, các cô chú ấy gỡ lưới, cửa lưỡi này. Không có vũ làm dưới nè. Chơi đi vũ qua vậy đó. Đúng rồi, vũ đúng rồi, vũ đi. Ồ. Tiền vàng. Thường thường nếu mà người ta đánh bắt gần bờ thì sẽ không được cá lớn đâu ạ. Bởi vì là hiện nay thì với những cái thuyền mà công suất nhỏ như vậy thì các ngư dân này họ chỉ có thể đánh bắt được ở gần bờ thôi. Ô, những con cá này mà mang về mà chiên giòn đến thì ngon tuyệt vời. Về chiên giòn đến cái gì? Mua cá này về chiên giòn ngon lắm này. Cá bắt đầu rụng xuống rồi này mọi người. Rất là nhiều cá. Cái này chắc mình đi từ đêm luôn anh hả? 4 giờ sáng. 4 giờ sáng bắt đầu đi à? Sáu giờ đã lên thuyền rồi ạ.
Ô, bên này cũng rất là nhiều cá này mọi người. Thời điểm từ khoảng tầm mới ai muốn mua cá thì khoảng tầm 6 giờ sáng là các bạn có thể đi ra bãi sau của Vũng Tàu. Ồ, nhìn này. Các bạn thấy mấy con cá lúc nãy mình quay ấy thì là mấy cái loại cá khác, còn lại là loại khác rồi. Chắc là theo đàn ấy, mình vây được theo đàn ấy. Bên đấy ạ, cái đấy mang về kho hay chiên nhỉ? Thấu riêng được ạ. Thấu riêng. Ta làm nước mắm hay không? À, đúng rồi cả. Đúng rồi, cá cơm làm nước mắm. Cái này cá cơm. Bên này, cái này để loại. Cái này đâu rồi? Ừ, đây, cơm này. Ngon thế. Cái này đúng cá cơm này. Đúng không? Cái này. Cái này về kho ăn được á hả? Ờ, mắc luôn. Hả? À, mắc. Chiên chiên. Chiên hả? Chiên bọt. Đây bị để mình con ăn cổ. Con kho á. Bà này cũng ngon. Cân đem 1 ký mà. Rồi, quay về đặt kinh nghiệm. Cân cho cháu 1 ký đi chú. Rồi. Nhưng mà ăn cá cơm nha, không lấy mấy cái kia đâu. Lấy cá cơm chứ, mua cơm ăn cơm. Cái này mang về ở đâu xa thì phải mang. Không, cháu ở Sài Gòn nên cháu về cho xử lý được. Sài Gòn thì cháu đá vô. Dạ, đá. À đúng rồi, cái cá này mà về cắt đầu cắt đuôi ăn cũng sạch. Ừ, đâu có phải đầm ruột gì đâu. Dạ. Không có đá có gì. Bình thường mỗi một lần mà mình đi như thế này thì được khoảng bao nhiêu? Dạ, 100 ký không anh? Không, không. Có ít trái. Ít trái. Thì gặp nhiều vài trăm ký. Đúng, mình phải đi những cái thuyền lớn thì ra khơi xa hơn thì mới nhiều đàn đúng không? Không. Hay là hên xui. Em thấy ở đây có nhiều. Hên xui à. Hên xui bắt gần bờ vớ phải đàn thì tốt hơn. Đúng rồi, hên xui không. Ừ. Thì có thì không. Hôm qua uống được mấy cái cơm này uống 10 ký. Đấy là cũng được rồi, sáng có mấy người đó mà cũng đặt ngày công rồi đấy đúng không? Đồng ra. Tí cho em 2 ký bỏ vào thùng đi. Kéo. 2 ký bỏ vào thùng. Yên tâm. Chú này làm một thế này thì có đảm bảo tiền một tháng không chú? Hả? Cầm lưới cho bà là bà mấy mít cam được ha. Một thuyền này là có mấy cô chú đi cùng làm đây chú? Ba người ạ. Ba trai một gái. Dạ. Đây cô phụ giúp cô vơ cá này thì tốt rồi. Cái này sau đó mình đưa ra chợ hải sản bán à cô? Hay là bán rong ở đây thôi? Bán chợ. Mua này mua cái chỗ còn nhiêu ra chợ? Dạ. Bán này còn nhiêu ra chợ? Dạ. Mua 2 ký để về nhà ăn. Bắt đầu mọi người thấy mọi người xuống tàu rất là nhiều rồi. Nghe nói thì cá cơm thì là mọi người hay ăn mắm cá cơm đấy.
À, đằng kia có mấy cô chú đang tàu thuyền ra khơi và lên quên tàu thuyền lên trên bến này, làm xong rồi đó. Ở những cái bánh xe lớn như thế này để kéo cho dễ, mọi người thấy không ạ? Mỗi cái thuyền đều có những cái bánh xe khi mà muốn lên này. Thấy không? Tuyệt vời. Chú ơi, chú cân cháu 2 ký nhưng mà chia thành mỗi bịch nửa ký thành 4 bịch á.